anh Trung Thắng không ạ? Dạ dạ, lên gần tới nhà nhá. Chào bạn, chào nha. Thì hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm một cái clip, một đoạn video đấy, để thử xem làm nghề tài xế, làm nghề tài xế lái xe tải để xuống cái khổ cho các bạn đấy. Và anh em tôi sẽ ghi hình lại và chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể biết được là thật hư về cái nghề tài xế và công việc của họ như thế nào đấy. Đặc biệt là tài xế chạy xe tải, chạy xe công trình như tôi bây giờ đây. Ôi. Và tôi sẽ đến nhà của anh chú công trình đấy, để xem hôm nay chúng tôi sẽ chạy ở đâu, xem cái lịch trình cụ thể như thế nào. Tạm thời là mình sẽ đậu xe ở đây. Tạm thời mình sẽ đậu xe ở đây nha anh em, để xem thử cái địa điểm hôm nay mình sẽ chạy ở đâu. Ok. À, thật là đen thay, thì khi tôi dừng xe lại ở đây thì tôi không hề hay biết là chiếc xe của tôi đang có bị trục trặc kỹ thuật, đó là nó đã bị vỡ ống dầu, nó đã vỡ ống dầu và chảy tràn dầu ra đường mà mình không hề để ý, mà mình không hề biết đấy. Và bây giờ mình quay lại xe và phát hiện ra, bắt đầu mình cứ nghĩ là nước lã chảy thôi, nhưng mà cuối cùng là dầu. Dỡ mình lên. Đó, xem có ngày lâu anh. Và lần nữa thì chiếc xe này lại không thể mở được cabin lên anh em ạ. À, chủ xe lâu ngày hoặc là chủ xe này mới tài mới nên là nó không được, không rành với cái chốt khóa của nó nên đã cố tình ép nó vào và dẫn đến bây giờ là không thể nào mà mở được. Và tôi đã loay hoay mãi 30 phút mới mở được cái cabin này lên. Dầu chảy anh em ạ. Không hiểu tại sao chiếc xe này lại bị chảy dầu sớm như vậy. Anh em có thể thấy như này đấy. Đấy. Dầu chảy khá là chi rồi đấy. Đến đây chắc hết mẹ chục lít dầu rồi. Mày lui lại chú ơi. Tắt xe vô. Lại xong yên chịu. Không. Ra trên đây không? Ờ. Ở đây xem ra chạy làm biểu nó hàng. Dạ ông nhựa thằng hàng. Nhựa đây mà ông nhựa. Thì được một cái nào. Ông cũng không bố cái mà kia cái ông xách. Đâu, đi ơi, cứ ơi. Cục bố mà. Cục bố nhưng mà bò không bố cái cục xách đúng vô. Chỉnh chi. Đó cái co y vậy làm thắng nó chỉnh gì nữa. Sao? Mày tha chú khác chứ mày mình mày vô là mày khóc luôn. Con em này leo lên kia nó giảm cái gì. Không, nó ra ngoài luôn ơi. Ui dồi ôi, đúng rồi. Ừ, sao không ra? Mới sáng ra mà nó bị phun tè le hạt me vậy rồi thôi chứ được. Làm ăn gì nữa? Làm gì cũng tiêu mua dầu. Thì cái xe này là không phải xe của mình. Không phải xe của mình nên là mình cũng không lường trước được cái vấn đề. Thì sáng ra chạy lên đây thì trên đường đi thì vẫn bình thường, nhưng mà dừng lại mình mới biết là bị bụng ống dầu. Bán dầu chảy khá là nhiều rồi. Và mình sẽ tháo cái ống dầu này đi để lên thợ kiểm tra. Và sẽ thay một cái ống dầu mới hoặc là gia cố và sửa chữa cái ống dầu này lại.
mà mình không hiểu tại sao nó lại bị như này. Chỗ này là nó bị bẹp, bị đâu lúc nào đây, bục bục ngay chỗ này này. Cái này là bị cái gì dằn lên đây này, đúng không? Đây có gì dằn lên đấy chứ bị sao vậy? Phun khá chi đấy. Đây, anh em có thể thấy nó bị gãy rồi. Đấy, gãy ngang đây rồi này. Ok. Gặp chiếc ở nhà. Béo chú Tân. Chủ tịch tập đoàn, chủ tịch tập đoàn cơ khí mà không nghiên cứu được ở đây nữa thôi ạ. Ấy giờ có làm đỡ hay không? Nếu mà chạy xe thuê con chứng có 20 ngàn nào mà sáng giờ đủ mới nằm đây đây. Làm đỡ là làm sao cho ông sao ông ấy đây, ông sao ông bấm. Thì chúng bỏ cái ống đây, ông thay ông khác cho lo. Chứ ông cua cũng được nè. Chứ có đâu có cua, nó nằm vậy này, nó nằm vậy này, nằm vậy. Nằm vậy y vậy luôn này. Đấy, nằm vậy không. Để ông xách cho không? Nhôm sắt gì biết đâu. Thì có đồng đồ hàng đồng đồ chứ. Nghiên cứu dùng cái. Chủ tịch tập đoàn phải nghiên cứu được cái này chứ không nghiên cứu được là thôi chết vợ. Và đây là buổi trưa của chúng tôi. Và như vậy là sửa xong xe và tiếp tục cuộc hành trình. Là anh em tôi sẽ lên đường để chở những chuyến đất đầu tiên. Hy vọng là buổi chiều hôm nay sẽ chạy bù được buổi sáng. Thì anh em tôi đã sửa được xe rồi. Hỏng hết cái này đến cái khác, sửa được xe là bây giờ là 10 giờ. Sáng nay coi như là công không rồi, mất mấy ngàn tiền xe. Để đấy các bạn có thấy nghề bác tài, các bạn có thể thấy nghề bác tài sướng hay khổ là biết liền. Rồi, không có nước để mà rửa tay luôn, thậm chí nước bây giờ khát nước mà không có nước để uống luôn. Bây giờ đợi xem sáng nay mình kiếm được khoảng 2 chuyến thôi. 2 chuyến thì đủ tiền trả tiền thợ sáng giờ sửa xe. Mấy trăm ngàn tiền sửa xe mà chưa kiếm được đồng nào cả. Trước là công trình TH2Mill, quay trước nhé. Đấy, ở trước là công trình bò sữa nha anh em. Bò sữa ở trên đây nhé. Thì bây giờ mình đợi được mấy anh bác tài khác rồi. Đấy, sáng giờ mình chưa chạy chuyến nào nên mình không biết vị trí. Bây giờ mình đợi anh xe trước anh dẫn đi. Xe trước anh dẫn mình đi. Đó, các bạn có thể thấy xe trước chưa? Bụng quá. Thời tiết khá chi là mát mẻ. Ngồi trên xe thì chạy như vậy thì có gió nên hơi mát, nhưng mà thực chất rất là nóng, rất là nắng anh em ạ. Tiếng máy, tiếng động cơ rồi hơi nước, hơi máy rồi. Tất cả kiểu rất là nóng. Đấy. Đấy, và cũng nhân tiện đây nha, mình có thể nhìn thấy xung quanh. Nhìn xung quanh cái công trình của TH. Đây là công trình TH, bò sữa TH ở Sơn Định nha anh em. Khá chi là vất vả anh em ạ. Rồi, bây giờ chuyến đầu tiên đây. Có vẻ như anh mấy múc anh trời nắng là anh hơi khó chịu nên là anh hơi căn nhăn, nhưng mà không sao. Trời nắng mà anh thế thôi, đúng không? Ủa,
Xong chuyến này anh em chúng tôi sẽ nghỉ để đi ăn cơm. Các bạn uống nhiều nước quá, không thấy đói cho lắm nhưng mà phải cố ăn để nhớ ở chiều còn sức mà chiến đấu đấy nhá, đúng không? Thì thật tình mà nói anh em chúng tôi chỉ ăn cho có bữa vậy thôi. Dĩa cơm 20.000 nhưng mà thực chất tôi ăn không hết, không nguyên một dĩa. Ba mươi phút nghỉ trưa của chúng tôi nói bây giờ là rất là chi là giá trị anh em ạ. Ăn cơm xong và tôi kiếm một cái võng nghỉ đợi đến chiều lại tiếp tục làm việc. 30 phút quả thật là rất là quý giá trong thời điểm bây giờ. Không phải lúc mà cái thằng đeo giám sát anh nó chặn đầu, nó chạy xe chặn đầu, nó kêu không cho chạy nữa vậy, biết đâu nó có mấy anh kia một chạy xong cho mình chạy chứ. Thấy thấy xe lạ biết rồi. Để em nói rồi, đợi anh gọi cho thằng kia nữa. Thì mình tính cũng chạy bù sáng nhưng mà chắc là không được rồi. Nhấn sát thì không cho chạy nữa. Nhấn sát bảo thôi không chạy nữa. Chắc là thấy xe mình lạ, thấy tài lạ đấy. Ok không, cho chạy thôi mình về. Đúng không, về nhậu, cái gì, nhậu sát. Thì bây giờ mới là 4 giờ nha anh em. Thì tại vì không chỉ riêng mình xe của chúng tôi hỏng. Đấy, xe cũng mấy bác tài khác bị hỏng rồi. Không hiểu lý do tại sao. Và người ta hỏng rồi, chỉ còn mỗi một mình chạy được ráng vài chuyến. Thì máy múc nói thôi có lẽ là nghỉ để ngày mai chạy tiếp, chứ bởi vì có một xe chạy nhưng mà phải đợi. Máy múc đợi hơi bị tốn kém. Đấy, mất công. Nên hôm nay chúng tôi được nghỉ sớm để ngày mai lại tiếp tục. Thì đấy, như vậy đấy, một ngày của bác tài nó như thế đấy các bạn ạ. Nghỉ trưa ăn cơm tất cả các kiểu thì tôi đã quy tập hết trong clip đấy, và chia sẻ cùng mọi người. Thì hy vọng mọi người xem xong clip này cũng đồng cảm nhận đấy, và cũng thông cảm cho những bác tài đôi khi có lúc khó tính này nọ đấy, bởi vì áp lực công việc mà. Ok, thì bây giờ chúng tôi sẽ về giao xe lại cho chủ xe và về nhà nghỉ ngơi thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye.